hoàn thành gửi SMS tới nhà mạng. Đó, mọi người đã hoàn thành nha. Và sau khi ở đây hoàn thành thì mọi người chỉ cần quay lại trang chủ và mọi người vô liên quân của mọi người là lập tức ở liên quân đã có 84 quân huy rồi nha mọi người. Thì ở đây quay lại trang chủ, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thêm một cái phần nữa nha. Hai, xin chào mọi người quay lại kênh YouTube của mình nha. Thì ở video ngày hôm nay sẽ là không phải là một video mở khóa Facebook nha. Thì ở một video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn chơi liên quân mobile lẹp thẻ bằng điện thoại như thế nào, hoặc các bạn có thể lẹp bằng cú pháp tin nhắn như thế nào, hoặc các bạn có thể lẹp sẽ tin nhắn bằng OTP, nhận OTP từ điện thoại nha. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết rất là đơn giản nha mọi người. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trên smartphone và iPhone hoặc là Android và bất kỳ điện thoại nào mọi người có lên mạng mà mọi người đều làm được nha. Thì ở đây thì mọi người đang ở giao diện liên quân về, mọi người không thể nạp thẻ trực tiếp bằng cái app liên quân này được, thì nó tính tiền qua app và tính tiền đô nha. Thì có nhiều người không có visa thì họ không thể nạp thẻ trên tại game này được nha mọi người. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên mọi người cần về giúp mình Google nhé. Thì ở trên cái điện thoại của mọi người có Google Chrome hoặc Cốc Cốc hoặc là Sevilla thì mọi người có thể vô nha. Thì mọi người tìm giúp mình cái từ khóa cái từ khóa trang web, tên trang web là lẹp thẻ, lẹp thẻ.vn nha mọi người. Rồi mọi người ấn đi. Thì đây là website của Gala, thì đây là website uy tín của Gala cho mọi người. Mọi người có thể vô đây lẹp thẻ bằng nhiều hình thức khác nhau. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thì đầu tiên mọi người cần chọn vô cái giao diện game mà mọi người muốn chơi, game để lẹp nha. Thì ở đây mình hướng dẫn mọi người lẹp liên quân, thì mọi người ấn vào phần liên quân nha. Ở đây nó đây cho các bạn là màn điều khiển đăng nhập, thì nó sẽ yêu cầu các bạn đã đăng nhập bằng Gala, tài khoản mật khẩu bằng Gala hoặc Facebook. Thì các bạn có hai sự lựa chọn, thì cái tài khoản của các bạn như thế nào thì các bạn chọn rồi nha. Mình đây là Gala. Rồi ok, mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình vào. Rồi ok, sau khi mình đăng nhập tài khoản của mình vào thì các bạn thấy đây, kéo xuống thì đây có rất là nhiều cái phần chọn phương thức thanh toán của các bạn. Thì tất cả những phương thức thanh toán này dùng để lẹp quân huy cho mọi người nha. Thì các bạn cũng có thể thanh toán qua ví Shopee Play, ví Shopee Pay, thẻ Gala, Gala sò. Còn đặc biệt ở video này mình hướng dẫn cho mọi người cách nẹp thẻ liên quân bằng OTP tin nhắn điện thoại hoặc là thẻ điện thoại của các bạn, hoặc là các bạn có thể gửi tin nhắn cú pháp nha. Thì ở đây các bạn kéo xuống thì mình sẽ giới thiệu sơ cho mọi người. Mọi người cũng có thể là thanh toán qua app ngân hàng là một này, ATM băng kinh nha. Đó, thì có rất nhiều sự lựa chọn mọi người. Thì ở đây mình sẽ làm một ví dụ cơ bản. Mình sẽ vào MobiFone SMS và mình sẽ nói rõ cái phần SMS là gì và OTP là gì cho mọi người nha. Thì mọi người về giúp mình phần MobiFone SMS. Thì ở đây có một cái thiệt thòi của các bạn là khi các bạn nạp bằng cái tài khoản trên cái điện thoại của các bạn, đó tài khoản thẻ điện thoại của các bạn, thì các bạn sẽ được ít quân huy hơn là khi các bạn nạp bằng thẻ Gatale nha mọi người. Đó, thì 10 ngày các bạn được 16 quân huy, 100 ngày các bạn được 168 quân huy nha. Thì ở đây mình test thử, mình sẽ nạp 50 ngàn nha mọi người. Đó, thì mình sẽ click vào dòng 50. Đó, sau khi mình click xong thì các bạn đọc lại cái phương thức thanh toán MobiFone SMS. Sản phẩm được chọn là 84 quân huy, giá 54 đồng. Rồi các bạn ấn giúp mình là xử lý thanh toán nha. Rồi ở đây lập tức nó sẽ chạy cho các bạn ra cái giao diện này. Các bạn có thể là soạn SMS đến nhà nguồn 9029 này nha mọi người. Đó là cái cú pháp đây, này cái Gala cho sẵn mình. Thì ở đây mình sẽ làm demo cho mọi người nha. Mình sẽ nẹp luôn nha. Đây là nẹp bằng cách SMS. Thì khi về mọi người ấn xử lý thông tin thì nó lập tức nó hiện qua giao diện này cho mọi người. Thì mọi người chỉ cần ấn gửi về đó, nó hiện cho mọi người giao diện này. Giao dịch thành công, máy giao dịch. Đó, số tiền lẹp 50.000 và thành công rồi nha mọi người. Đó, sau khi ở đây thành công xong và mọi người trở về phần trang web. Đó, hoàn thành gửi SMS tới nhà mạng. Đó, mọi người đã hoàn thành nha. Và sau khi ở đây hoàn thành thì mọi người chỉ cần quay lại trang chủ và mọi người vô liên quân của mọi người là lập tức ở liên quân đã có 84 quân huy rồi nha mọi người. Thì ở đây quay lại trang chủ, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thêm một cái phần nữa nha. Rồi tiếp theo là phần lúc nãy mình đã hướng dẫn cho mọi người phần MobiFone SMS, tiếp theo là phần OTP nha. Thì ở phần OTP này nó đơn giản hơn một xíu. Thì mọi người nẹp 50.000 hoặc là mọi người nẹp 10-20.000. Thì khi mọi người ấn vô nha, thì mình ấn vô luôn. Thì mọi người điền số điện thoại ở dưới đây. Thì đặc biệt cái số quân huy khi mà mọi người nẹp bằng điện thoại thì cái giá cả nó bằng nhau nha. 50.000 chỉ được 84 quân huy thôi nha mọi người. Đó, thì mọi người điền số điện thoại dưới đây. Ok, và mình ấn xử lý thanh toán nha mọi người. Rồi ok, sau khi xử lý thanh toán thì ở đây nó có phần hiện cho bạn mã OTP. Thì ở đây
ngay lập tức các bạn ra phần kiểm tra tin nhắn ở điện thoại các bạn sẽ có một mã OTP. Thì mã OTP đây thì các bạn có phải copy phần này nha, tem 46097. Và mọi người ấn xử lý thanh toán. Rồi ok, lập tức nó hiện cho các bạn là giao dịch thành công. Và từ đầu đến giờ mình đã làm demo cho các bạn hai phương thức thanh toán nha mọi người. Thứ nhất là phương thức thanh toán qua OTP, là mọi người soạn một cú pháp đến 9029 để mọi người có thể lập quân huy bằng kẹt, bằng tiền trong điện thẻ điện thoại của các bạn nha. Thứ hai là SMS, mọi người điền số điện thoại vào và trong điện thoại của các bạn phải có tiền nha. Thì sau khi mọi người điền số vào, nó lập tức gửi cho bạn một mã OTP và các bạn điền mã OTP đó vào thì lập tức nó lập thành công. Và sau khi các bạn thành công rồi, mình sẽ vào liên quân kiểm tra nha mọi người. Và trang web lập thẻ.vn này là trang web uy tín của Gaitale, mọi người yên tâm lập thẻ nha. Rồi ok, và sau đây mình sẽ vào liên quân. Và sau khi về liên quân ở đây, mình sẽ cần tải lại liên quân nha. Ok, sau khi mình đã quay lại liên quân thì ở cái nick Facebook, cái nick Gaitale liên quân của mình thì đây là lần nạp đầu tiên. Mình sẽ được chọn một trong ba tướng. Thì ở đây mình sẽ chọn đại một tướng nha mọi người. Ok, mình sẽ chọn đại tướng thứ 4 nha và mình đã nhận thưởng. Ok. Ok, và mình sẽ ra mình kiểm tra quân huy nha. Ok, vừa xong mình có lẹp hai lần thì mọi người có thể nhìn lên phần trên này đây. Mình có lẹp hai lần, mỗi lần 50k và mỗi lần được 84 quân huy. 84 cộng 84 này là 168 nha. Đó thì rất là ok và uy tín nha mọi người. Thì video chỉ có thế thôi. Và cách đẹp rất là đơn giản thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thì chúc mọi người lẹp thành công nha. Thì ok, mọi người thứ hai có thể like và subscribe cho mình nha, để mình có nhiều động lực cho nhiều video hay hơn nha mọi người. Ok, bye mọi người nha. Bye.